Tại sao ăn ít ngọt vẫn bị tiểu đường? Đây là câu hỏi của rất nhiều bạn và hôm nay thì mình xin giải đáp câu hỏi này cho các bạn cùng nghe nhé. Thực chất, tiểu đường là một căn bệnh chuyển hóa do rối loạn insulin trong cơ thể dẫn đến lượng đường trong máu tăng cao. Thực ra thì đường không chỉ nằm ở trong các thực phẩm ngọt mà nó còn nằm trong các thực phẩm giàu tinh bột nữa nhé. Nên các bạn cần phải hết sức hạn chế, không nên ăn nhiều những loại thực phẩm sau đây. Mặc dù nó không ngọt nhưng vẫn làm cho lượng đường trong máu của các bạn tăng cao. Đầu tiên phải kể đến đó là gạo nếp. Tuy rằng gạo nếp không có vị ngọt nhưng nó cũng làm cho lượng đường trong máu tăng cao nếu bạn ăn quá nhiều. Bởi vì trong gạo nếp có chứa lượng bột đường khá cao. Nếu bạn nạp vào cơ thể, lượng bột đường này sẽ chuyển hóa thành calo và đường đi vào mạch máu, làm lượng đường trong máu của bạn tăng cao. Thứ hai là khoai tây. Nhiều bạn nghĩ rằng khoai tây là loại củ không ngọt cho nên cứ ăn thoải mái đi. Nhưng thực chất nó lại là thực phẩm có chứa lượng tinh bột cực kỳ cao. Khi nạp vào cơ thể, nó được chuyển hóa thành đường gluco và carbon hydrate. Chất này sẽ hấp thụ vào máu, làm cho lượng đường trong máu tăng cao. Thứ ba, đó là đồ chiên rán. Trong quá trình chế biến, đồ chiên bị ngập trong dầu nên nó có hàm lượng calo cực kỳ cao. Lượng chất béo này khi vào cơ thể rất dễ gây béo phì, mà béo phì lại là nguyên nhân gây ra bệnh tiểu đường, đúng không? Thứ tư là nội tạng động vật. Cũng như những loại đồ chiên rán, nội tạng động vật là loại thực phẩm cực giàu chất béo no và calorie. Khi ăn quá nhiều nội tạng động vật, cơ thể sẽ bị mất cân bằng bài tiết insulin, gây bất lợi cho việc điều chỉnh lượng đường trong máu. Vậy thì